cho vay 2 triệu. Không vay, vay có giả bây giờ đâu. Điền vay, điền ta vay, điền ta giả uy tín như thế này. Không. Hả? Nhớ là anh đủ làm sao. Không, chả chơi dạ. Bùng gì? Không chơi. Mặt uy tín này mà chưa đủ uy tín. Mặt anh nhìn đê tiện. Mẹ, có lợi này. Không. Anh nhìn cho vay 2 triệu cũng đang cần gấp lắm. Không. Nhanh. Gấp thì anh làm gì? Anh làm gì mà cần gấp? Có việc là sắp tối rồi. Không. Đi. Không. Nhanh. Không. Nhanh. Thế thì đầy tiền này. Sau 6:30 giả cơ. Vay làm gì? 2 triệu ấy. Sau 6:30 giả hẳn 2 triệu một. Đi. 2 triệu một lãi 100 đấy. 2,5 triệu mà chẳng thể cho vay. Đầy đấy. Bọn nó. Bọn mấy thằng người. Chưa. Cho vay nặng lãi à? Giết nhau à? Nó không tiền nó đi mua bóng đá mà hôm đó nó bảo em là vay 1 triệu xong hôm sau thì trả 3 triệu rồi chẳng cho vay. Làm chó cái chuyện mua bóng đá thì mua bóng gì bọn nó hỏi mua đó bọn vay nhưng bọn nó xin tiền đi mua bóng đá. Bóng đá là mua à? Cá độ bóng đá. Mua quả bóng này. Bóng đá cứ thử đưa đây. Tao không đi mua bóng, tao mua bóng khác thôi. Không. Hả? Thì 2 triệu thôi. Không, nghe em mất thì sao? Nghe mất anh em không tin tưởng nhau nhỉ? Đây. Anh đưa điện thoại này. Không, đây này. Tao vừa. Oản à? Tao vừa lục được của vợ. Ấy. Ui. Đấy. Đấy. Tao vừa lục được của vợ cá. Vàng. Cái này á? Cái này á? Không sợ vợ anh bắt được đống nhiều lắm rồi. 5 chỉ vàng. Năm chỉ là bao tiền? Năm chỉ bây giờ là phải 20 triệu đấy. Hơn 20 triệu đấy. Phẹt. Giá vàng chẳng 4 mấy, 5 mấy à. Năm chỉ. Thì sao không bán anh đi với em 2 triệu? Nên là bán xong vợ tao biết thì sao? Vì tao định đem ra quán cầm đồ cơ. Nhưng mà tao sợ vợ tao nó nhìn thấy chết. Phẹt. Thật. Thì bây giờ cho tao vay 2 triệu tao đặt tạm cái này đấy. Đưa đây xem nào. Đấy. Hôm trước, ôi thế hỏng của tao. Đúng thật, giả thật. Thế vàng trẻ 4 con chén này. Đó, cho 2 triệu thôi. Thế nên mà bán được chạy 20 triệu à? Chả thế à, xong rồi 5 hôm là tao giả. 5 hôm anh giả bao tiền? Thì 2 triệu 1 đấy. Không, thì lỗ. Lỗ gì? Hôm trước có người hỏi em vay nha. 1 triệu. Hôm sau giả 3 triệu luôn đâu không? Mày bị thần kinh à? Đây 2 triệu thôi thì hôm sau tao giả 2 triệu 5 hôm giả 4 triệu không. Cái gì? 5 hôm giả 2 triệu nữa là thành 4 triệu. Mày lấy dao mày cắt được cái cổ này. Cắt luôn đây này. Chỗ này nhiều máu à? Thế vậy. Thế nó mới bỏ. Đại giả cái gì còn được cổ ấy. Rồi anh em mà cắt cổ nhau như kiểu xã hội đen này. Gì 3 triệu. Hả? Thì 4 triệu cũng được. 5 hôm nữa. Mà có khi tối nay là tao giả luôn 4 triệu. Tối nay anh giả anh vẫn phải đưa em 4 triệu đấy. 5 ngày là 2 triệu thì hôm nay phải trừ đi 4 ngày thì là còn có 500 thôi. Được. 5 ngày 2 triệu. Nói chung là một ngày cũng 2 triệu. Mai nhớ đâu tối nay tao trúng phát, tao nhổ luôn. Để tao về, à nhầm. Nhớ đâu hôm tối nay tao có tiền phát là tao nhổ luôn, tao về tao giả hội thảo một người biến chết. Đấy nhá. Đấy. Năm hôm anh mà không trả nhé. Ừ. Thì mang xuống đưa cho vợ anh xem phát vợ anh. Rồi tắt điện luôn. Thế, đây. Thế nên là được. Cho vay đi, yên tâm. Cho vay. Quá đẹp luôn. Đem ra đường. Không biết có đủ không ấy. Thôi ông ạ, ông đầy tiền này không biết có đủ không. Kìa, tiền tiêu vặt nhớ nhỉ. Tiền tiêu vặt. Ok. Ok đi. Để em phải đi lấy kia. Lấy đi, thôi tao về đây. Này. Hả?
Lấy gì? Em phải đi lấy sổ sách. Sổ sách gì? Ghi lại cái đồ anh bùng sợ. Từ nay đi ra ngoài cổng, anh tay bay tay biến. Anh tối sau. Ôi trời, tin tưởng nhau là chính mà có cả cái này cầm rồi mà lại tối thì tối thì cho trong cái này luôn. Được rồi. Thôi. Làm gì? Cái gì nữa? Viết giấy. Giấy gì? Giấy vay đồ. Ui, thôi ông làm gì ông làm nhanh lên. Để tôi về cũng muộn giờ của tôi. Nhé. Khổ quá, vay có 2 triệu bạc anh em mà hết phải cầm đồ xong lại còn giấy tờ. Cái gì? Viết thế nào? Viết thế nào thì mày viết, đưa tao ký cho xong rồi mày tự viết đi. Nhanh lên đi, không hết giờ đã rồi. Ok rồi, đưa tao ký nhá. Đúng rồi. Ôi trời, sốt ruột quá. Đây cho tao ký nhá. Không, em ký rồi mà. Mày ký làm gì? Mày cho vay rồi mà. Ờ thì đấy mày ký đi. Ờ anh ký. Đây. Rồi xuất ruột. Còn giấy vay cầm đồ. Dây vàng. Dây trên vàng dưới. Rồi. Ok chưa? Cái này ai biết chỗ này? Chị đây. Lê Mạnh Cường. Ok chưa? Em ký của em. Chúng mày cầm luôn. Ký kiểu gì nữa. Thôi, về nhá. Ôi, đứa này đây. Nhớ 5 ngày nhá. Phi nhỉ. Bạn này hơi đấy. Bạn này hơi luôn. Mà lại cá mà không trả tiền á. Mình mang cái này mình bán, mình lại cho người 10 triệu. Sống thơm. Thế nếu mà mày tốt, chỗ anh em tốt thì thôi. Lúc nào
mấy hôm nữa đưa giả tao, mấy hôm nữa tao giả đi. Không. Đấy, không thì tao. Nếu mày tốt thì anh giả tiền em rồi. Hả? Ý, anh giả tiền em rồi. Tao tốt thì tao mới giả vàng cho mày. Giá trị nó có bao nhiêu lần 4 triệu. Những người đàn ông tốt. Cảm ơn. Nâu, no, siêu ghê. Cái. Hả? Trả tiền em này em còn đi. Lấy tiền em đi một chút anh cho chó. Không tiền. Không tiền em bán cái này nha. Bây giờ không có tiền thì thôi, của mày đấy. Mày thích làm thì mày làm. Nhớ em còn này. Ta lại nhìn thấy điều. Mai lại đòi. Không. Có giấy tờ đàng hoàng rồi thì mình cầm đến rồi. Không mày làm gì. Thôi. Bạn em. Bây giờ là cái này chính thức của em. Ờ. Kì. Dễ đàng. Mình. Mình. Sao đừng có đòi. Đâu đấy. Tiền. Không lại bảo là em cho vay tiền cũng giả. Lại cầm vàng vợ anh. Anh không được bảo vợ anh đâu. Tao mua cho vợ tao mấy cây vàng nữa. Không cần cái này. Mà hết rồi. Không tin vào mắt mình à? Tao dạo này đang... Thế em lấy thật nhé. Ừ. Rồi. Em lấy em đi bắt. Bố mày trả mãn được. Mà lại cá luôn.